Chân dung vị Thủ tướng Việt Nam có thời gian tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Việt Nam, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906, ông mất ngày 29 tháng 4 năm 2000, bí danh Anh Tô. Là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976, từ năm 1981 gọi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, cho đến khi nghỉ hưu năm 1987. Trước đó ông từng giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1976. Phạm Văn Đồng là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất 1955-1987 và là học trò, cộng sự thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có tên gọi thân mật là Tô, đây từng là bí danh của ông. Ông còn có tên gọi là Lâm Bá Kiệt khi làm phó chủ nhiệm cơ quan biện sự xứ tại Quế Lâm, chủ nhiệm là Hồ Học Lãm. Ông sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906 trong một gia đình trí thức ở Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông được tiếp thu truyền thống văn hóa của quê hương và gia đình, trao dồi kiến thức về lịch sử, văn hóa của dân tộc và nhân loại. Ông theo học trường quốc học Huế và sớm phát huy năng khiếu học tiếng Pháp, nhờ đó mà ông có thể nắm bắt nền tảng văn học triết học Pháp nói riêng và phương Tây nói chung. Năm 1925, ông tham gia phong trào bãi khóa của học sinh, sinh viên khi Phan Châu Trì mất. Một năm sau, 1926, ông sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện cách mạng do Hồ Chí Minh tổ chức rồi gia nhập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Năm 1929, ông được cử vào kỳ Bộ Nam Kỳ, rồi vào Tổng bộ Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội và tham gia đại hội của tổ chức này họp ở Hồng Kông. Tháng 7 năm 1929, thực dân Pháp bắt ông và kết án đi đầy 10 năm tù ở Côn Đảo. Năm 1936, sau khi ra tù, Phạm Văn Đồng hoạt động ở Hà Nội. Năm 1940, ông bí mật sang Trung Quốc cùng với Võ Nguyên Giáp, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và được Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ về nước xây dựng căn cứ địa gần biên giới Việt Trung. Năm 1945, tại Quốc dân Đại hội Tân Trào, Phạm Văn Đồng được bầu vào Ủy ban Thường trực gồm 5 người thuộc Ủy ban Dân tộc Giải phóng, chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. Trước khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, ngày 16 tháng 8 năm 1945, Phạm Văn Đồng giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Tuy nhiên, Dấu ấn nổi bật của ông là trong lĩnh vực ngoại giao. Ngày 2 tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội, ông được bầu làm phó trưởng ban thường vụ Quốc hội khóa 1. Ngày 31 tháng 5 năm 1946, Phạm Văn Đồng là trưởng phái đoàn Việt Nam dân chủ cộng hòa tại hội nghị Fontainebleau, Pháp, thay cho Nguyễn Tường Tam không nhận nhiệm vụ nhằm tìm một giải pháp độc lập cho Đông Dương. Tuy nhiên, hội nghị thất bại do Pháp không trả lời dứt khoát về việc ấn định thời hạn thực hiện cuộc trưng cầu dân ý ở Nam Kỳ. Khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ, ông được cử làm đặc phái viên của Trung ương Đảng và Chính phủ tại Nam Trung Bộ. Năm 1947, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, ủy viên chính thức từ năm 1949. Từ tháng 7 năm 1949, ông được cử làm phó thủ tướng duy nhất. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam lần thứ hai năm 1951, Phạm Văn Đồng trở thành ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Năm 1954, Ông là trưởng phái đoàn chính phủ dự hội nghị Geneva về Đông Dương. Những đóng góp của đoàn Việt Nam do ông đứng đầu tạo ra những đột phá đưa hội nghị để giành độc lập cho bán đảo Đông Dương. Trải qua 8 cuộc họp toàn thể và 23 phiên họp căng thẳng, phức tạp, với tinh thần chủ động và cố gắng của phái đoàn Việt Nam thì đến ngày 20 tháng 7 năm 1954, bản hiệp định đình chỉ chiến sự trên bán đảo Đông Dương đã được ký kết thừa nhận tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Tháng 9 năm 1954, Phạm Văn Đồng kiêm chức Bộ trưởng Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Từ tháng 9 năm 1955, ông trở thành Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ năm 1976, ông là Thủ tướng của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng cho đến khi về hưu năm 1987. Ông cũng liên tục làm đại biểu Quốc hội từ năm 1946 đến năm 1987. Trong thời gian làm thủ tướng chính phủ, Phạm Văn Đồng và Nguyễn Văn Linh đã giải oan cho đạo diễn Trần Văn Thủy trong sự kiện về bộ phim tài liệu Hà Nội trong mắt ai. Tại Đại hội Đảng lần thứ năm đã bầu Phạm Văn Đồng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị. Hoạt động sau khi nghỉ hưu, ông Phạm Văn Đồng là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1986 đến 1997. Ông cùng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Đỗ Mười đã tham gia cuộc gặp không chính thức với lãnh đạo Trung Quốc tại thành đô tháng 9 năm 1990 nhằm bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước sau hơn 10 năm căng thẳng và xung đột. Ngày 21 tháng 8 năm 1998, Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định số 746 quyết định TTG bổ nhiệm ông làm chủ tịch danh dự Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điểm Bách khoa Việt Nam. Ông đã được tặng thưởng huân chương sao vàng của Việt Nam và nhiều huân chương khác của Liên Xô, Lào, Campuchia, Cuba. Bulgari, Ba Lan và Mông Cổ. Từ đầu thập niên 80 thế kỷ 20, do bị teo dây thần kinh đáy mắt nên mắt ông bắt đầu mờ dần. Phạm Văn Đồng mất tại Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2000, hưởng thọ 94 tuổi.